chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái máy nước nóng năng lượng mặt trời của mình. Máy này mình làm được hơn một nửa năm rồi. Hôm nay lên thay cái phao thông minh bằng cái phao thường. Thì mình quay và chia sẻ cho các bạn xem luôn. Trên thị trường hiện nay có nhiều công ty sản xuất máy nước nóng năng lượng mặt trời. Các sản phẩm của họ đều tốt, chất lượng tốt, bảo trì bảo dưỡng cũng tốt. Nhưng một phần vì điều kiện kinh tế, một phần thực tế nhà mới tốn. Phần vì hám mày mò cho nên mình chế cái máy nước nóng năng lượng mặt trời này. Quá hơn một nửa năm sử dụng thì mình thấy nó tốt, nó hiệu quả và giá thành nó thấp. Cho nên là mình quay và chia sẻ cho các bạn xem luôn. Máy nước nóng mình làm có các thành phần sau. Một là cái thùng sộp để chứa nước. Cái thùng này dung tích là 290 lít. Mình có hàn cái khung sắt xung quanh để bảo vệ, để khi bơm nước vào thì nó không bị bè ra. Nếu bạn nào làm có thể mua thùng tủ lạnh cũ, hoặc tốt nhất là mua cái thùng phi nhựa 200 lít về dựng đứng lên và bọc xốp xung quanh. Mình dùng thùng xốp thì ưu điểm nó cũng là giữ nhiệt tốt và hình thức nó cũng đẹp. Thành phần tiếp theo đấy là cái dàn ống nhựa PVC. Cái dàn ống nhựa này để hấp thụ nhiệt trực tiếp, để hấp thụ nhiệt từ máy tốn các bạn nhé. Mình sử dụng ống nhựa đặt trực tiếp trên máy tốn để hấp thụ nhiệt ở trên máy tốn. Trời nắng thì máy tốn rất là nóng các bạn ạ, đi chân đất lên có thể bị bỏng, nên là mình tận dụng cái nhiệt đấy. Cái dàn thu nhiệt này là mình dùng ống nhựa phí 7. Nếu các bạn làm thì nên dùng phí 34. Các cả là có 5 cây các bạn ạ. Một cái cây dọc này và một cây kết nối giữa cả cây. Thành phần tiếp theo đấy là bộ điều khiển. Mình đặt trong cái thùng xốp nhỏ ở phía trên này, thùng bô vàng nhỏ phía trên đấy. Ở trong đấy có hai cái mạch điều khiển nhiệt độ. Mạch một là dùng để bật tắt máy bơm hỗ trợ đổi lưu. Mạch thứ hai là để khống chế cái nhiệt độ ở mức vừa phải. Lát nữa mình sẽ mở ra và nói kỹ cái bộ điều khiển này. Thành phần tiếp theo đấy là cái máy bơm chim chịu nhiệt. Máy bơm này công suất 4W, lưu lượng được là 280 lít/giờ, nó chịu được nhiệt các bạn nhé. Để mình kéo ra cho các bạn xem. Thành phần tiếp theo đấy là ống cấp nước lạnh cho về chứa. Để ống màu đen đấy. Để ống nhỏ màu đen đi từ dưới kia lên đây này. Ống màu đen đấy các bạn này. Tiếp theo đấy là đường cấp nước cho sen voi. Đường cấp nước thì mình đi chung với cái đường cấp nước cho cái dàn ống hấp thụ nhiệt luôn. Đây do phiên bản đầu tiên nên mình làm như thế này. Các bạn làm có thể thì tách riêng ra để cho tiền sử dụng. Đây mình quay cái đường cấp nước cho sen voi này. Đây đường cấp nước đấy. Nó đi chung với một đoàn của ống hấp thụ nhiệt. Tới cái tế kia là đi xuống dưới sen voi. Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng như sau. Nước được cấp vào thùng xốp. Trong thùng xốp có phao tự ngắt. Khi nước đầy thì nó sẽ tự ngắt.
nước trong thùng xốp được chảy qua cái đường ống này, và theo cái gian hấp thụ nhiệt sẽ chảy lên đây các bạn này. Theo cái định luật bình thống nhau đấy, thì nó sẽ chảy lên ống phi nhựa 90 này. Khi trời nắng thì nhiệt độ máy tốn nó tăng cao, thì nước ở trong gian hấp thụ nhiệt nó tăng lên, và đồng thời khi trời nắng thì cái đầu do của máy khống chế nhiệt độ này, nhiệt độ 1, nó sẽ cảm nhận được và lớn hơn cái nhiệt độ mình đặt, thì máy khống chế nhiệt độ 1 làm việc cấp điện cho máy bơm chim chịu nhiệt làm việc. Máy bơm chim chịu nhiệt sẽ bơm nước ở trong đường ống phi 90 này chảy vào ở trong thùng xốp. Đây các bạn nhìn này, thấy nó đang bơm đấy, tạo thành một vòng tuần hoàn. Thì tới khi nào nhiệt độ trong thùng xốp nó tăng lên ở một cái ngưỡng mình đặt ở máy khống chế nhiệt độ 2, thì máy bơm nó sẽ tự ngắt. Mình sử dụng máy khống chế nhiệt độ 2 để khống chế nhiệt độ, vì thùng xốp và ống nhựa mà chứa nhiệt độ cao thì nó không tốt. Theo mình tìm hiểu thì nhiệt độ thùng xốp chứa không quá 70 độ, nếu lớn hơn 70 độ thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Và khi nhiệt độ cao thì máy bơm nó cũng giảm tuổi thọ, cho nên là mình phải sử dụng máy khống chế nhiệt độ 2 để tắt máy bơm khi nhiệt độ đạt cái ngưỡng mình đặt. Bình thường mình đặt là khoảng 50-55 thôi các bạn ạ. Mình nói lại một chút về nguyên lý cho các bạn xem nhé. Khi nhiệt độ môi trường thay đổi thì đồng thời cái đầu do nhiệt độ của máy khống chế nhiệt độ 1 nó cũng nhận được lớn hơn cái nhiệt độ mình đặt ở máy khống chế nhiệt độ 1, thì cấp nguồn cho máy bơm làm việc thì hút nước ở trong cái đường ống này, tạo thành một cái vòng tuần hoàn, làm cho nước ở trong cái thùng xốp tăng lên và tăng tới cái ngưỡng mình đặt ở máy khống chế nhiệt độ 2, thì nó sẽ dừng lại để mình khống chế nhiệt độ để đảm bảo cái sức khỏe. Nếu các bạn mà sử dụng thùng chứa bằng inox hoặc bằng sắt gì đấy, hoặc là ba cái thùng và cái ống hấp thụ nhiệt bằng inox, thì nhiệt độ mình có thể đặt cao hơn. Bây giờ mình sẽ quay cái máy điều khiển các bạn nhé, cái bộ điều khiển đi. Bộ điều khiển mình sử dụng hai cái máy khống chế nhiệt độ, hai bộ nguồn. Đây mình đặt trong đây các bạn này. Ở trên này gió to có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng video, các bạn thông cảm nhé, các bạn chịu khó nghe. Đây bộ điều khiển đi, gồm máy khống chế nhiệt độ 1 và máy khống chế nhiệt độ 2. Ở phía sau thì có hai cái bộ nguồn các bạn ạ. Đây là bộ khống chế nhiệt độ 1 này. Bộ khống chế nhiệt độ 2. Nó nhảy như thế này là do cái tần số của màn hình điện thoại và tần số của cái bông đen hiển thị này nó khác nhau, cho nên nó nhảy ở ngoài nó không nhảy đâu các bạn nhá. Cái máy khống chế nhiệt độ 1 này là có nhiệm vụ đấy là bật tắt máy bơm các bạn ạ. Đấy, mình đặt nhiệt độ ngưỡng là 29 độ. Đấy, 29 độ đây này. Khi mà trời nắng, nhiệt độ ở ngoài trời nó sẽ lớn hơn 29 độ, thì mạch nó làm việc để cấp nguồn cho máy bơm. Còn khi nhiệt độ ngoài trời bé hơn 29 độ thì nó sẽ tự ngắt. Đầu do thì mình đặt ở thanh sắt này. Khi trời nắng thì nhiệt độ trong thanh sắt này thì sẽ lớn hơn 29 độ nhiều, cho nên là nó sẽ bật máy bơm. Thì các bạn có thể không cần dùng cái máy khống chế nhiệt độ 1 cũng được. Nếu như các bạn có người nhà ở nhà thường xuyên, khi trời nắng thì chúng ta bật, mà trời không nắng thì chúng ta tắt.
nhưng như thế nó mất thời gian, mất công các bạn ạ. Ở đây mình làm tự động nên mình đặt mạch khống chế nhiệt độ 1 là như thế. Đây mình sẽ test cho các bạn xem nhá. Đây mình sẽ lôi cái máy bơm đây. Đây các bạn ạ. Đây giờ mình sẽ test cho các bạn nhá. Mình lôi cái đầu ra của máy bơm chạy ra ngoài để mình test. Đây mình nhiệt độ mình đặt là 29 độ, nhiệt độ của môi trường là 31 độ 4. Bây giờ mình sẽ tăng cái nhiệt độ ngưỡng là lên hơn 31 độ 4 thì mới bơm nó sự từ tắt. Các bạn xem này, đây mình tăng lên là 31 độ 7 thì mới bơm nó tắt rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ giảm xuống 29 độ nhá để cho các bạn xem máy bơm nó hoạt động trở lại này. Đây các bạn thấy chưa? Đây mình giảm xuống 29 độ rồi. Đặt lên 29 độ. Rồi mình đặt trở lại 29 độ để lát nữa đóng lại luôn. Đấy, thấy chưa? Máy bơm nó chạy đấy. Đây là tác dụng của máy khống chế nhiệt độ 1 là bật tắt máy bơm. Còn tác dụng của máy khống chế nhiệt độ 2 đấy là khống chế cái nhiệt độ trong cái thùng xốp này. Đấy, nhiệt độ nước ấy là bao nhiêu? Ở đây là mình đặt là 55 các bạn này. Đấy, nhiệt độ thực tế trong cái thùng xốp này là 43 độ 6 là dùng thoải mái rồi, rất là nóng rồi. Đấy, hôm nay trời nó không nắng lắm cho nên là nhiệt độ như thế, còn hôm nào mà trời nắng thì nhiệt độ cao hơn. Đây mình rút cái đầu gió của mạch khống chế nhiệt độ 2 ra này. Đây các bạn thấy chưa, nhiệt độ nó giảm dần này. Ở đây chứ. Đấy, nhiệt độ nó giảm dần chưa. Nó giảm. Bây giờ mình sẽ đặt vào trong thùng xốp thì nó sẽ tăng lên. Đấy, mình đặt vào nhá. Đây, các bạn xem. Tăng lên chưa? Thì tăng lên chưa? Nó nhanh nhảy khó nhìn các bạn ạ. Do cái tần số quẹt nó khác nhau. Đấy là 42 độ 7 rồi, 42 độ 8, 43 độ. Đấy, nó đang tăng lên đúng cái thực tế nước ở trong này. Đấy là cái bộ điều khiển như thế. Thì bây giờ mình mà đặt cái nhiệt độ ngưỡng là nhỏ hơn nhiệt độ thực tế trong này thì trong thùng nước trong thùng xốp này thì nó sẽ tự tắt. Thế các bạn xem này, mình test cho các bạn xem luôn. Nhiệt độ thực tế là 43 độ 8 độ 6 chứ. Bây giờ mình sẽ giảm nhỏ hơn 43 độ thì máy bơm nó tắt. Đấy, thấy chưa? Nó tắt nè. Ở đây bây giờ mình sẽ tăng lên 55 đi, để lát nữa đóng lại luôn. Mình sẽ tăng lên 55. Tăng lên 55. Đây này, mình quay đi để cho các bạn xem. Đây, thấy chưa? Nước nó máy bơm nó chạy rồi. 56 rồi, giảm xuống chút. Cao quá cũng không tốt. Rồi, 55 độ 2. Đấy là cái tác dụng của cái mạch khổng, cái bộ điều khiển đấy các bạn ạ. Quan trọng nhất là cái bộ điều khiển này. Đấy, chia sẻ cái thực tế sử dụng các bạn này. Nhà mình có 4 người, 2 lớn và 2 nhỏ. Mỗi ngày sử dụng chưa tới 100 lít. Hôm nào trời nắng to thì lượng nước sử dụng nó còn ít hơn nữa. Số lượng dư trong thùng xốp là khoảng 2/3. Ngày hôm sau trời mà không nắng hoặc là nắng nhỏ thì mình sử dụng cũng rất là tốt vì nhiệt độ nó không giảm bao nhiêu. Bạn nào mà có điều kiện thì thấy cái gian hấp thụ nhiệt bằng ống inox các bạn nhé. Còn không thì các bạn làm giống như mình và sử dụng phí 34 thì đổi lưu nó tốt hơn.
thùng chứa nước thì các bạn có thể chọn là thùng phế nhựa hoặc là thùng tủ lạnh cũ, nhưng phải đảm bảo là nước nó nhiều và có độ cao lên lớn chút, cao lượng nước cao khoảng 1 mét đến 1,5 mét là tốt để đảm bảo nó đổi lưu, để nó chảy về cái chỗ gòm đấy các bạn. Nước nó chảy theo cái đường ống và chảy về cái chỗ gòm kia nó đủ cho mây bơm nó hút. Mây bơm đây mình sử dụng loại nhỏ công suất của 4W, lượng nước khoảng 280 lít 1 giờ là vừa. Điện thì nó không tốn bao nhiêu, nó tương đương với một cục sạc điện thoại thôi. Nếu bạn nào mà chưa có điều kiện lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời của các cái công ty bán, hoặc là điều kiện thực tế nhà mình không lắp được, hoặc là chưa muốn lắp, thì các bạn làm theo mình với giá thành khoảng 1 triệu đồng thì mình có một cái máy nước nóng dùng vô tư được các bạn ạ. Không lo gì điện giật, không lo gì tốn điện gì cả. Đây là nhà mới tốn, còn nhà tầng thì sao? Nếu mà nhà tầng mà không có mấy tốn mà các bạn đồ trần á, các bạn đồ trần thì sử dụng ống hấp thu nhiệt đặt trực tiếp lên cái trần bê tông cùng tốt các bạn nhé. Đây, các bạn có thể làm hai đường ống hấp thu nhiệt, hai gian hấp thu nhiệt và trúng một cái đô rá, trúng một cái đô rá như thế. Chỗ này các bạn chia đôi ra, một ngả vào một gian, hai ngả vào hai gian và gom lại ở một cái chỗ gom, dùng gom lại ở một cái ống phí 90 như mình đấy, và sử dụng trúng một mấy bơm hút lên thì cũng rất là tốt. Lúc đấy thì thùng sộp lớn bao nhiêu nó cũng nóng lên cả, nước ở trong nó cũng nóng lên. Mình nghĩ nếu mà các nhà trọ hoặc là các trường mầm non á mà chế một cái máy nước nóng năng lượng mặt trời giống mình thì tuyệt vời. Làm một cái thùng 1000 lít đi. Đấy, sử dụng 2 đến 3 cái gian hấp thụ nhiệt. Thế lúc đó là cả dạy trò hoặc là cả trường mầm non là dùng là đảm bảo. Đây là phía trong thùng sộp đấy các bạn ơi. Đấy, mình mở ra để thấy cái phô cơ thông minh thành cái phô cơ thường. Đấy, thùng này là 290 lít, nhiệt độ hiện tại là 43 độ, hơn 43 độ, không thể tắm trực tiếp được mà phải tắm qua sen voi. Bạn nào mà không có sen voi nóng lạnh thì xả ra tháo và hòa với cái nước lạnh, hoặc là đặt ở nhiệt độ nó vừa phải thôi, 35 độ chẳng hạn, 33-35 độ. Một thời gian dài sử dụng thì thùng sụp nó bẩn đi rồi, lát nữa mình sẽ vệ sinh luôn. Nếu bạn nào làm máy nước nóng năng lượng mặt trời giống mình thì xem kỹ video và vào phần mô tả video để đọc cái bài viết của mình để hiểu rõ hơn, và xem cả cái đường link mình chia sẻ để mua phụ kiện. Nếu bạn nào mà chưa rõ về cái bộ điều khiển lúc nãy mình chia sẻ ấy, thì các bạn có thể liên hệ với mình mua cả cái phụ kiện về mình kết nối và cài đặt sẵn cho các bạn. Các bạn chỉ lắp nữa là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.